Mỗi hành trình luôn bắt đầu từ những bước đầu tiên. Thế giới không ngừng phát triển, sự đổi mới, công nghệ đột phá và phong cách sống tinh tế ngày càng được định hình. Tại Masterize Homes, chúng tôi tiên phong chinh phục những tiêu chuẩn toàn cầu, định hình phong cách sống và kiến tạo di sản cho thế hệ mai sau. Mỗi công trình sẽ là một biểu tượng được công nhận trên toàn cầu, vượt mọi giới hạn của thời gian. Sở hữu đội ngũ tinh anh giàu kinh nghiệm, chúng tôi cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho mỗi công trình. Masterize Homes hợp tác với những tên tuổi uy tín cùng năng lực thực thi quốc tế, mang đến trải nghiệm sống vượt mọi chuẩn mực. Những giải thưởng danh giá chính là thành quả của nỗ lực không ngừng nghỉ và năng lực vượt trội. Với triết lý khách hàng là trọng tâm, Masterize Homes cam kết tạo ra các sản phẩm và dịch vụ quản lý vượt kỳ vọng của từng khách hàng. Tiên phong sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, chúng tôi không ngừng nâng tầm phong cách sống với dấu ấn toàn cầu. Với Masterize Homes, tầm nhìn sẽ không có giới hạn. Những cam kết về chất lượng, dịch vụ của chúng tôi sẽ không bao giờ có điểm dừng. Masterize Homes, trải nghiệm xứng tầm.